Nhận phải những chỉ trích không hay, anh lính cứu hỏa chia sẻ luôn quá trình làm việc khiến ai nấy ngỡ ngàng. Ai cũng biết, lính cứu hỏa là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Họ sẵn sàng lao vào lửa để cứu người, giữ gìn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, sau mỗi vụ hỏa hoạn, vẫn thường có những comment xấu xí hướng vào những người lính ấy. Cháy gọi mãi không thấy mặt, dân dập xong mới thấy. Họ chỉ chạy cho có, chứ có làm được cái gì đâu. Rồi là chữ cháy dữ chưa, hay là cháy xong rồi mới tới? Để đáp lại, anh lính không đôi co mà chỉ chia sẻ quá trình làm việc thực tế của bản thân và đồng đội. Theo đó, ngay khi vừa nghe thấy chuông báo, họ dù đang ăn cơm cũng tức tốc đứng dậy, chạy vụt đi làm nhiệm vụ. Tại các đơn vị chữa cháy, họ không thiết kế cầu thang mà là ống trượt chuyên dụng như thế này. Tuy nhiên, dù nhanh đến mấy thì sức người cũng không thể nào đua đường với tốc độ của lửa. Chưa kể trên đoạn đường tới nơi báo cháy, các chiến sĩ cũng phải gặp những tình huống như là tắc đường hoặc địa điểm ngõ nhỏ khó tiếp cận. Bên dưới đoạn video, nhiều người có con em, người thân làm lính cứu hỏa cũng đã chia sẻ những nỗi niềm vất vả của họ. Con mình cũng ở phòng cháy chữa cháy, tối ngủ lúc nào cũng chập chờn, không có được thẳng giấc, thấy mà tội nghiệp. Đang ăn cơm nghe báo động là bỏ luôn. Tôi cũng có một thời là lính cứu hỏa. Bạn ơi, bạn có đi lính chưa mà bạn biết, có lúc sự sống và cái chết gần kề đây này. Ai cũng làm việc, nhưng công việc của họ, tiền lương của họ phải đổi bằng cả tính mạng. Ngoài ra, phần đa mọi người đều cảm ơn và trân trọng, cũng như coi những người lính cứu hỏa như những người hùng. Cầu mong cho họ thật mạnh khỏe và luôn thất nghiệp đúng như lời chúc của Bác Hồ. Ôi giời ơi! Làm cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.